Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đại án Vạn Thịnh Phát, vì sao Tổng Trọng không thể vô can. Vào ngày 15 tháng 12, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tại Việt Nam đã ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 đồng phạm trong vụ án xảy ra ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB. Các tội danh truy tố gồm đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 15 tháng 12 đưa tin với tiêu đề Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố về tham ô chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng của SCB. Bản tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bà Trương Mỹ Lan với cáo buộc tham ô chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn hơn 304.000 tỷ đồng của ngân hàng SCB. 85 người khác cùng bị truy tố trong vụ án với nhiều tội danh khác nhau. Chủ tịch Vạn Thịnh Phát là bà Trương Mỹ Lan bị truy tố vì tham ô số tiền rất lớn. Theo đó, cáo trạng xác định rằng từ năm 2012 cho đến tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm từ 85% đến 91,5% cổ phần của SCB, rồi nắm quyền thao túng toàn bộ ngân hàng này. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng mới đây trong bài phân tích về vụ án Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và bà Trương Mỹ Lan đưa ra một thắc mắc đáng chú ý là vì sao còn quá nhiều điều nổi cộm chưa được điều tra làm rõ thì lãnh đạo Việt Nam lại cho dừng cuộc điều tra ở mức đáng ngạc nhiên. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng còn đặt câu hỏi vì sao nhà nước Việt Nam đã khởi tố và bắt giam bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm từ tháng 10 năm 2022 cho đến nay mà vẫn chưa có các quan chức chính phủ hay ngân hàng nhà nước bị xử lý kỷ luật theo. Truyền thông nhà nước Việt Nam đã đưa ra những con số về thiệt hại khủng khiếp của vụ án tham nhũng chưa từng có này cả về mức độ và quy mô. Giới chuyên gia đã đưa ra để so sánh cho thấy số tiền bà Trương Mỹ Lan và đồng bọn rút ruột từ ngân hàng SCB là hơn 300.000 tỷ đồng, gấp 3 lần tổng đầu tư sân bay Long Thành hay gấp 7 lần vốn đầu tư 12 dự án cao tốc Bắc Nam. Giới quan sát đã bày tỏ sự lo ngại và cho rằng họ thật sự lo lắng cho năng lực quản trị của định chế tài chính quốc gia của nhà nước Việt Nam. Tại sao lại để xảy ra tình trạng quản lý lỏng lẻo tới mức để thất thoát hơn 1 triệu tỷ đồng, là số tiền mà bà Trương Mỹ Lan lừa đảo trong vòng hơn 10 năm. Hình ảnh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan. Trong 10 năm đó, trải qua tới 3 đời thống đốc ngân hàng của nhà nước Việt Nam, bao gồm các ông Nguyễn Văn Bình 4 năm, Lê Minh Hưng 4 năm và đương kim thống đốc Nguyễn Thị Hồng 2 năm. Vậy mà Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB chỉ bị thanh tra duy nhất có một lần. Và phải đến 4 đến 5 năm sau, người ta mới biết đoàn thanh tra liên ngành của chính phủ đã bị SCB bắn rụng bằng 5,7 triệu USD. Trong đó, người nhận hối lộ nhiều nhất là bà Đỗ Thị Nhàn, nhận tới 5,2 triệu đô la, tương đương 118 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền hối lộ đó nhằm mục đích để đoàn thanh tra bao che, không xử lý theo quy định đối với những sai phạm trầm trọng của ngân hàng SCB. Câu hỏi đặt ra là, vậy tại sao trách nhiệm của các thống đốc ngân hàng nhà nước như ông Nguyễn Văn Bình, ông Lê Minh Hưng và bà Nguyễn Thị Hồng không được điều tra làm rõ trong lúc này? Với cương vị người đứng đầu của Đảng và Nhà nước suốt 12 năm qua, dư luận thấy rằng chắc chắn ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng không thể vô can. Đối với một loạt các đại án đã bị khởi tố bao gồm chuyến bay giải cứu, đại án Việt Á, các vụ án tại IEC, FSC, Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan cùng rất nhiều vụ án khủng khiếp khác. Và nếu như cách đây gần một năm, cựu Chủ tịch nước, cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bị buộc phải từ chức vì trách nhiệm chính trị, trong các vụ án thì trách nhiệm lãnh đạo cao nhất của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong vụ án Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan nằm ở đâu? Phải chăng lý do này đã khiến cho người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam buộc phải dập lửa ngay từ đầu gió, tránh để đại án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan lan rộng tới mức mất kiểm soát, và cũng không loại trừ một khả năng rất cao liên quan đến sự che chắn, thậm chí có sự dính líu trực tiếp của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vào những đại án này. Ông Tổng Bí Thư già nua Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam đã ngồi thêm 3 nhiệm kỳ ghế Tổng Bí Thư, cũng làm trái với điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ tính riêng trong năm 2022,
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 47 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý. Trong đó có 5 người bị cách chức Ủy viên Trung ương Đảng, 2 Phó Thủ tướng và 3 Thứ trưởng bị mất chức. Tổng Bí thư Trọng đã từng giữ chức trưởng tiểu ban nhân sự, chịu trách nhiệm lựa chọn nhân sự cấp cao cho Đại hội Đảng các khóa 12 và 13. Dư luận thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách là người đứng đầu của Đảng Cộng sản có thể không phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng chắc chắn ông phải chịu trách nhiệm về mặt chính trị. Nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam lại luôn tự nhận rằng họ là một tổ chức chính trị lãnh đạo đất nước thì đương nhiên họ phải có trách nhiệm trước nhân dân cả nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin Đại án Vạn Thịnh Phát, vì sao Tổng Bí thư Trọng không thể vô can. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vì sao Tổng Bí thư Trọng chẳng khác gì Lê Đức Thọ, chẳng qua chưa bị lộ mà thôi. Dư luận và giới quan sát nhận xét rằng việc Bộ Công an khởi tố, bắt giam đối với cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ không thuyết phục với những lý do như sau. Trong thông báo của Bộ Công an về việc khởi tố, bắt giam ông Lê Đức Thọ cho biết, ông Thọ có liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại, vận tải, du lịch Xuyên Việt Air. Nhưng liên quan thế nào thì tuyệt nhiên không thấy Bộ Công an và truyền thông nhà nước đề cập. Có ý kiến cho rằng việc bắt giam ông Thọ cũng tương tự như việc bắt giam khẩn cấp cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng. Điều thứ hai, so sánh cho Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và Lê Đức Thọ thì thấy ông Chiến phạm tội tài đình gấp nhiều lần ông Thọ. Vậy mà ông Chiến thì thoát tội, còn ông Thọ bị tù. Điều đó cho thấy đây là một đòn đánh dưới thắt lưng đối với phe cánh của cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, tức Bình Ruổi. Ông cựu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ. Trong quyết định kỷ luật ông Lê Đức Thọ vào tháng 8 năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu tội trạng cụ thể của Bí thư Lê Đức Thọ là vi phạm nghiêm trọng về kê khai minh bạch tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đầy đủ, không đúng quy định, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và cá nhân. Tờ báo Tuổi Trẻ vào tháng 7 năm 2021 đưa tin cho biết, trong buổi lễ trao quyết định cho ông Lê Đức Thọ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bà Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức Trung ương đánh giá, đồng chí Lê Đức Thọ là lãnh đạo trẻ, có năng lực, trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng. Thậm chí bà Mai còn tin tưởng rằng, thời gian tới sau khi nhận chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, đồng chí Lê Đức Thọ sẽ phát huy năng lực, dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh Bến Tre. Vậy mà sau hơn 2 năm, tháng 10 năm 2023, hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ. Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã ngồi tới nhiệm kỳ thứ 3 trái cả với điều lệ của Đảng. Lý do kỷ luật theo Bộ Chính trị kết luận như sau: ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc, biến động tài sản không trung thực, không đúng với quy định. Vi phạm của ông Lê Đức Thọ mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân. Cùng lúc, nhà báo Nguyễn Thông thì bình luận trên trang Facebook cá nhân cho rằng chính Đảng đã thừa nhận vi phạm của thằng này mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm. Vậy mà tại sao tháng 1 năm 2021 lại cho nó vào Trung ương vậy? Ai đã giới thiệu? Ai đã cất nhắc? Ai duyệt làm Ủy viên Trung ương Đảng? Ai bổ nhiệm nó về làm Bí thư Tỉnh Bến Tre? Vẫn theo nhà báo Nguyễn Thông chia sẻ, phải lôi ra, điểm mặt chỉ tên người chịu trách nhiệm để kẻ xấu làm lãnh đạo. Nếu bảo không biết tiền án tiền sự của nó thì lại càng thể hiện sự không xứng đáng ngồi ghế tổ chức duyệt cán bộ. Rõ ràng công tác nhân sự lãnh đạo cấp cao trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đang rất có vấn đề. Hoàn toàn không như tuyên bố của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
trên cương vị là trưởng tiểu ban nhân sự của hai khóa đại hội đảng gần đây rằng cương quyết nọ, cương quyết kia. Dư luận xã hội cho rằng chưa có bao giờ có tình trạng mua quan bán chức công khai như thời ông Trọng làm tổng bí thư. Ban đầu trước khi bị bắt, cựu bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ bị kỷ luật chỉ vì kê khai tài sản không trung thực. Nếu nói cho cùng thì lãnh đạo đảng, nhất là lãnh đạo cấp cao, chẳng có ai kê khai tài sản trung thực cả. Dẫu biết rằng việc kê khai tài sản là một biện pháp cần thiết trong công cuộc chống tham nhũng ở mọi quốc gia trên thế giới này. Tài sản tham nhũng bị công an thu hồi nhưng không đáng là bao so với số tiền đã bị mất, đó là tiền thuế của người dân. Ngay cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về việc kê khai tài sản còn đổ thừa rằng việc kê khai tài sản cán bộ là rất khó, nhạy cảm vì liên quan đến đời tư, bí mật cá nhân. Cho nên việc Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ mắc tội kê khai tài sản không trung thực cũng là điều dễ hiểu. Dư luận xã hội cho rằng các quan chức lãnh đạo hiện nay gần như 100% đều tham nhũng dưới các hình thức khác nhau và trường hợp ông Lê Đức Thọ không phải là ngoại lệ. Khi cơ quan chức năng hễ quan tâm sờ đến bất cứ ai thì đều là tội phạm ăn cắp, tham nhũng cả, chỉ chưa bị lộ mà thôi. Vì thế, nói không ngoa, Tổng Bí thư Trọng hay ai đi chăng nữa cũng mắc tội y như cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ, bởi lòng vả cũng y như dạ sùng mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Vì sao Tổng Bí thư Trọng chẳng khác gì Lê Đức Thọ, chẳng qua chưa bị lộ mà thôi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đê.